Spot. Cho ngồi với con Valley Spot này mấy. Chào cả nhà. Anh ấy không đi thử trên quả đường nào kìa, đỉnh cái đồi kìa, em đang thích đi xe. Anh ấy từ từ anh ấy để móc cái dây bảo hiểm ra. Thôi. Đây anh cài cho anh cái dây. Đấy. Chờ anh ấy. Sắp ra rồi. Nó gì? Đây xe xịn. Rồi. Cứ bình cho xe này đi. Này có gãy lấy chuyển số cho vô lăng. Dạ. Đó, Palio Sport. Bạn này hai cầu anh nhỉ? Vâng, hai cầu. Cửa sổ trời hai cầu. Con này nó mát hơn con X-Wonder cái nhiều ấy. X-Wonder vừa đi nóng thế. Không nhưng mà đi hơi nóng nóng. Cái này máy khỏe hơn. Và điều hóa mát lạnh. Cái kia 1.5. Đúng rồi, cái này 3.5. Không lo cái Vios, gì nhỉ, Vios nó 1.5 rồi, Morning nó cũng mát lạnh chứ. Thiết kế lốc theo đúng tiêu chuẩn của nó rồi chứ. Theo đủ tải. Xe cửa sổ trời quen rồi anh ạ. Con này có cả cửa sổ trời. À con này mình được pin lên cái chỗ G lửa trên lửa dưới kia đúng không? Đi nó không văng nhỉ. Bấm bấm xuống hay là không đây bè. Đây là hai cầu nhanh nhá, nhưng mà đằng nào chỗ kia mình cũng dùng luôn 4H là 4H luôn, 4H LC là hai cầu trung tâm. Từ anh thẳng lái không? LLC là cực kỳ thấp à? Không, LLC là hai cầu chậm đi xa, hai cầu chậm. Đây là một cầu nhanh một cầu chậm à? Rồi anh vặn lên đi, vặn lên đi, cứ vặn đi không sợ bánh nó lên rồi không sợ khi nào rồi anh xuống tay xuống đi chậm nó để mình còn cảm nhận. Như chỗ đây anh đi chậm lại anh có thể vắt lên được à? Nó bò lên lên được đúng không? Tức là cái xe nó có thể khả năng chịu nghiêng được nữa à. Nhưng mà lúc ấy anh đi nhanh quá nên là sợ nó nghiêng nó rơi. Không rơi. Anh đi thử đồng qua chưa? Anh tự ra đúng không? Đấy, anh thấy chưa? Tức là mình chỉ cần đánh lái thôi, còn nó cài sẵn hết lập trình máy tính rồi đúng không? Visa. Vì sao cái xe nó đi qua nhẹ tựa lông hồng? Vì chính là cái Visa ấy. Cứ bánh nào bênh thì bánh kia nó lại tự quay. Ví dụ như xe mà không có khóa ấy, ví dụ hai bánh, mỗi bánh 50-50 thì tự dưng là lúc mà cần lực nó lại yếu, trong khi nó khóa thì nó dồn lực lại. Con này đi khá là an toàn nha. Hai cầu với hai là hết cầu. Anh leo dốc thử chưa? Em được đấy, con này đi được đấy. Anh biểu diễn cho bọn em xem con leo dốc đỉnh dốc kia chưa? Cái đỉnh đôi kìa. Lúc đầu trận cho mọi người. Dạ được. Em xuống luôn nhé. Vâng. Cảm ơn anh. Phanh nhá. Không. Về về về. Đấy. Rồi thật đẹp. Thử nhé. Lấy lái luôn em. Cho lên rồi. Lên rồi. Ngồi được. Các anh thắt dây an toàn hết rồi. Vâng. Ok rồi. Mình chỉ xe mà nó chưa bao giờ mình cắt dây. Không biết chỉ có đâu luôn. Tại vì có ai lái rồi chưa? Chưa. Đây chưa. Người chưa lái. Chưa lái. Anh em bảo này. Không. Chắc để ngoài. Để ngoài nó xa quá. Tắt đi phát tịt luôn đấy. Ba 360 là theo xe hay là gì đấy? Hả? Con này đã có 360 rồi. Có mà. Có. Có 360 rồi. 360 con này theo xe thôi. Giảm này mềm mà. Tỷ mấy nhỉ? Tỷ 2. Không phải, nhưng mà thực ra là bọn em làm nhiều hãng nhưng mà mình vẫn có cảm tình Isuzu. Rồi rồi. Con này con 4 Emperor thì như nào anh? À còn 4 Everest thì như nào?
nhựa mà không sợ. Ngồi hướng dẫn này cũng mệt đấy nhỉ. Giống ngày xưa mình dạy lái xe thì lúc ấy có một ông một tí ông lao sang được kia thế cơ. Không có phanh phụ, có anh phụ ngoài. Thứ nhất là không quen xe ấy. Anh lên chỗ này nó hơi. Nếu mà anh lên là sẽ phải hành cao đấy. Cứ lên anh lùi lại tí đi. Lên đường mà anh phải ga, anh phải chờm ga tí đấy. Rơi vào đúng góc à? Đấy, đây bắt đầu lên. Đó. Để đâu à, nó quay, nghiêng nghiêng. Sang bên này, sang bên này. Nghiêng. Ồ. Đấy. Ngon. Rất nhẹ nhàng nhỉ. Mèo lên quả địch kia luôn. Anh làm Subaru bao giờ chưa? À, em làm rồi. Subaru làm ở đâu? Subaru ở Sài Gòn. Sài Gòn. Làm với đội làm Nga rồi. Với Hằng thế đấy à? Vâng. Anh làm với đội à? Dạ. Anh làm với đội à? Em làm cho hãng. Hãng Subaru gì? Subaru cũng bị lửa. Ủa ừ. Chẹt bánh. Mày mình thật chỗ đấy nó thấp rồi đấy. Subaru động cơ nó khác hoàn toàn những xe Nhật khác. Nó máy ngang. Ừ, máy ngang. Làm lâu chưa? Vừa rồi VMX có làm. Em làm cách đây 2 năm rồi. Chạy xe là xe Fester. Oh, Fester. Ok, giống như Subaru. Ngon. Nói chung về đua xe thì Subaru nó là một cái thương hiệu. Anh em coi phim nhá, thử nhá. Ok. Toàn lái xe gầm thấp máy mới được lái gầm cao đấy. Rất tuyệt vời đúng không? Thế anh làm ở chỗ kia? Làm không, một... em làm vào hãng luôn. À. Chuyên hãng em cũng làm. Ok, cảm ơn anh nhé. Người chạy lon cơ không này là vừa đấy ông anh yêu chạy đang lên đỉnh đỉnh dốc đâu phải chui xuống hay quá. Chờ chị tông đi. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay đẹp anh và Tiến Quyết đã tham gia một chương trình. Chúng ngựa lên một chút xíu. Đó là chạy thử xe Mitsubishi Pajero Sport 2018. Bản này là bản hai cầu. Xin mời quý vị. Các bạn hãy cùng đón xem. Bắt đầu. Anh đánh lái rất là nhẹ nhàng. Ôi, đánh lái lặng ghê nhỉ. Rất là chậm rãi. Xe bắt đầu di chuyển vào khu vực đường thi. Mày kể chứ ba. Vào anh... ngày ấy giờ. Ở đây ai có vợ rồi nhỉ? Chắc là... chưa ai. Chưa có ai vợ. Ở đây ai mua bảo hiểm chưa? Cái anh vừa rồi lái cho hãng mà lái kia bị thừa. Ờ, hơi lon. Thừa ông, lái nhiều. Ông ấy đi có vẻ hơi bốc. Bốc đó. Đây mình có 3 chom nữa, lên 5 chom mà lái thì sẽ sang hãng luôn. Ông đi hơi kiểu hơi thừa lái. Hơi thừa. Không điềm đạm lắm. Thi thoảng thể hiện tí anh em. Các bạn xe hãng khác cũng thử xem nó có khác giống cả mình không. Như con Subaru của nó hay lắm, động cơ nó hay. Một mỗi tội không bán ở Việt Nam, bán ít. Quên anh, chưa ấn quay. Bắt đầu. Bắt đầu, start. Bảo ông tránh ra đi, đứng giữa này. Hôm nay anh Quyết sẽ tham gia một chương trình thi. Ôi, anh đã tăng tốc. Thôi, đi từ từ. Quay đi. Tao kịp vậy. Anh lại lặng quá. Thế lặng hả anh? Ừ. Nó hơi lặng hơn. Lặng so không anh? Hơn. Ủa thì bạn nặng so thì tí em đánh cái thao đấy. Hoàn chuyển. Tiến lên đường vào sớm vô. Anh đi từ từ thôi để cảm giác độ nghiêng cho anh em sướng. Ra đầu lên dốc. Nghiêng rồi, nghiêng rồi, nghiêng rồi, nghiêng nghiêng gì mà sợ. Mình thấy anh không có bảo hiểm rồi, không sao. Sao được. Cũng phải được 4 mấy độ ấy. 4 5 độ không anh? Được. Đấy. Đi đúng cái bánh vào vạch vàng là 4 5 độ. Vâng. Bắt đầu vào đường ép bắt men nhau. Cái này ông kia vừa dập mông ở đây này. Ông kia bị bánh xuống. Vâng, anh dành.
Mày chắc là nó cũng tính rồi, không mày không vượt lốp mày mất mấy triệu nhỉ, 5 triệu nhỉ, quả lốp mày phải đến tầm đấy chứ nhỉ, 4 triệu chờ xe kia thôi, chờ xe kia. Đang muốn thử xem ông anh nào. Nhưng mà anh cái thằng ok. Sẽ thằng gì đây? Đi thẳng. Đây chờ một chút. Mình cứ đi từ từ nhé. Bình tĩnh nhỉ. Nó nghiêng một bên đúng không anh? Nó nghiêng một bên nhưng mà vì nó có visa. Cứ thẳng lái thôi, đừng đánh. Nó quay cảm nhận rất rõ, nó quay một bên nhỉ. Một bên nó đứng yên, nó quay nhanh hơn. Tức là nó cái hay của cái visa ấy là nó ví dụ bánh nào mà nó không, nó chả có tác dụng gì, nó khóa lực luôn, có lẽ nó để dừng lực cho cái bánh kia, dừng lực cho cái bánh kia để nó đẩy qua những vũng bùn hoặc đẩy qua những cái chỗ là cao, cái chỗ nó bám được đất ấy, nó bám được nó kiểu bới thêm nên nó mới đẩy được qua đầm lầy. Thằng Pajo ngày xưa nó ăn được Paris Dakar, nó ăn được chính công nghệ này. Cái con mà ngày xưa mà có hai lốp treo hai bên thì nó chính là cái hộp số kiểu nó, tức là nó về nguyên lý cấu tạo là cái này đúng không? Và biểu tượng lốp sau nó có hình những cái người xác quấn cái ấy thì có cái lốp treo, có cái xẻng này, cái Ả Rập ấy. Ả Rập. Anh đã kết thúc cái bài đua xuất sắc, những giọt mồ hôi lăn tăn trên má. Để kỹ thuật mình kiểm tra, cả kiểm tra nữa rồi. Để anh tiến mới với quả bị sập đấy, nó còn kiểm tra từ đây nhỏ đỏ lên. Đưa. Ok. Dọc bông ở đây cho kỹ thuật nó kiểm tra. Quả dập mông ấy chắc không vấn đề gì. Không sao. Để nào. Tiếp. Quay em đây. Xe hãng mà, xe dập mông đấy không vấn đề gì. Lốp Bridgestone à? Đi ra đây. Bình tĩnh như anh nhé. Người ta anh là lùi ạ. Khách người ta thì anh đã nói rồi nhưng mà tôi vẫn ngớt rồi, nhưng mà có những người ta lái non. Chào mọi người. Có vạch chỉnh theo hướng đánh lái. Sport. Bản này bản đắt gần là nhìn là cứ mắt thường với một cái camera sau thôi. Không, hay chuẩn hơn nhé. Còn với cả cái cam của anh em mình, cái màn hình bé quá. Màn hình nó bé. Cái cam của anh em mình nhìn cái màn hình cam màn kia nó to, nó quen rồi, nhìn màn này nó bé. Các anh đang chạy xe gì? Đây đang chạy xe Sedona. Sedona. Con đấy ngon chứ? Ngon quá. Ba dàn vùng ảnh đâu là. Như này, nó không được như này. Con đấy nó chỉ rộng. Chỉ đi đường trường thôi. Nó mỗi xe một cung dụng. Sedona nó rộng, dài rộng. Mà con đấy điều hòa bao nhiêu rồi? Thì nhất luôn. Xe này sao lại? Con đấy ngủ ở trên đấy luôn. Nhưng xe này ví dụ mình đi cái đường miền núi nó khó, đường núi chụp ảnh nhé, cái thứ ngập nghĩa thì xe này ngon hơn. Nhưng mà xe này thì đi trong phố thì bất tiện vì nó cũng vốn xăng với hai là ít khi phải dùng đến nó. Còn cái thân dài thì có chỗ sóc khổ lắm. Nó nhảy à? Cảm tưởng như mình không làm chủ được lái. Nó dài. Văng. Nó cái khoảng cách hai bánh xe nó dài. Đi nó sóc. Nhưng mà xe mà có cần số chân tay gảy thích nhỉ, cao tốc không ạ? Chán thua lắm anh. Không biết mình dùng đâu mà. Em hay dùng. Em đi mấy con này em hay gảy. Tiện. Nhìn nó tiện lắm. Chưa bấm gì à? Em bấm rồi, bây giờ bấm người thích nhau gì. Cắt đi. Ok. Cái gảy số thêm vô lăng là cái thừa. Đường của mình nó không như đường bên nước. Em phải thích trên cao tốc đi chế độ đấy hay. Như con này đúng là có chế độ. Nó gọi là đổ đèo mấy cả lên dốc à? Đúng không? Hai chế độ riêng biệt nữa. Đúng, phải đi những đường như này mình mới thử hết được. Chứ còn mình cứ đi đường bằng như chẳng cái góc 45 độ kia nhìn thích. Nhưng mà phải leo con, lúc ấy em đi con Expander mà nó leo lên được. Đơn giản, mấy con này quá đơn giản. Con kia có một cầu. Con kia một cầu, có con kia 1.5 mà nó leo được. Nhưng lúc ấy đang leo thì anh kia đi hơi đuối đàn rồi. Và phải lại phải lùi lại. Này khi cả ba lên được. Mình đi sợ nhất là đang lên đỉnh dốc mà nó lại dừng nhẹ ghê. Chẳng qua cái chỗ mà chèo chéo thì là mình chưa đi ấy. Chưa đi bao giờ thì mình thấy nó kinh thôi. Hơn cả em Indonesia kia. Hơn cả em Neo Chin gì kia. Anh
giờ phanh tay rồi. Mày tao hết dung lượng sao không quay được nữa. Ôi, lên một tí. Đừng đùa em thôi chứ anh. Lên đi. Bây giờ mới quay rồi. Được rồi. Lên lên sang bên kia. À, là nghiêng rồi, nghiêng quán nào rồi. Ok, ui, anh này vẫn thấp hơn anh kia. Vâng. Làm sao bằng đi. Vẫn chưa lên đến đỉnh nữa. Chưa biết thế nào đỉnh. Dừng lại. Chưa biết đỉnh. Cái kia là bên cao bên thấp đây. Một bánh quay về những đường này. Cái lên quả đỉnh kia mình học lâu không anh? Lên đỉnh quả dốc không? Bọn mình làm chưa được luôn. Đỉnh này khác gì như kiểu anh không, thi cái bài đó. Không, nhưng mà nó cao lắm, nhìn trông thế thôi. Hồi xưa mà em học ở trên Sơn Tây ấy, cái đường trên cái bãi đỉnh tắc của Xuân Mai. Đỉnh nó lại phi, nó lại rẽ ngoặt ngay chứ không phải đỉnh ấy đâu. Lên dần đấy. Đỉnh đó lại mình đi đỉnh là mình phi thẳng sẵn sang một thằng viên nó ngoại ngoặt hình chữ S luôn nha. Lên đỉnh cái rẽ trái ngay đi, và rẽ phải luôn thì. Đi đi. Nó tự bay những visa nó bắt được rồi. Nó ngoài ngoài ngoài. Con nhảy lại ra tí mỗi ngày tặng cho cái clip nhỉ, mình gái nhỉ. Có đấy, đây, quay đi, đang quay đi anh. Nhưng mà có lấy được đâu. Lấy thì chắc phải lên đấy, lên biên tập. Biên tập. Thôi mình cứ quay của mình, bản quyền của mình. Đấy, ông này lại đi xuống. Cái Spender này giá mình. Cái Spender giảm đấy, nhưng mà cái nội thất nhìn nó giả lắm. Ôi giá tầm lô. Tầm dạ? Tiền đấy thì thấy đâu rồi. Cái dòng tiền đấy đẹp rồi. Ủa. Bao nhiêu người đặt mua cháy hàng kìa. Nhưng mà chính ra em thấy cái dòng Mitsubishi, cái dòng mà MPV đẹp nhất của nó là con Grandit. Ừ, con đấy đẹp. Đến bây giờ vẫn đẹp. Cái thiết kế của nó nhìn nó vẫn ấy. Còn đấy ngày xưa đầu đạn đấy á. Đó, con đấy đẹp thế. Nhìn dáng rất tây. Và con này 2.4. Con đấy đời 2004-2005 đúng rồi. Con này nó dùng chung máy với thằng chi tông máy xăng ngày xưa. Cái này mình xuống là nó tự xuống thì con không cần phanh đâu. Con phanh là nó tự xuống. Nó giống như mình đi số sàn nó. Vâng. Không, số sàn còn thao tác chán. Nối ra bên này. Xuống. Ôi, cuối cùng chúc anh đã thành công. Công trên chặng đường. Tí ra đua cùng em kia kìa. Toàn mồ hôi ấy. Đưa tao về nhà. Đúng là ngựa hay đường dài mới biết được nhỉ. Con này Ford Sport đi gần phê hơn Outlander. Outlander này đi phê hơn Expander. Mình chạy xuyên Việt hai lần bằng con Sorento rồi đấy. À, Sorento cũng được nhỉ. Con đấy ngon. Anh chạy hai lần xuyên Việt của con đấy là dòng SUV. Con đấy chạy gia đình số 1 luôn. Mitsubishi Experience đây. Mày giàu. Ok. Khỏi trả. Rồi, hết tiền. Cảm ơn anh nhé. Rồi.